Sau sự cố môi trường biển năm 2016, vấn đề phục hồi rạn san hô vùng Hải Vân Sơn Trà được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính lâu dài nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải có những nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng để có được các giải pháp khả thi. Chính vì vậy, dù sự cố môi trường biển xảy ra cách đây 8 năm, nhưng chỉ hơn 1 năm trở lại đây, công tác phục hồi rạn san hô Hải Vân Sơn Trà mới có những tín hiệu tích cực đầu tiên. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, vào tháng 5 năm 2023, tình trạng suy giảm độ che phủ san hô tại các vùng rạn Bắc Hải Vân, Sơn Trà như bãi cả, bãi chuối lên đến hơn 45%. Sự suy thoái của các rạn san hô bên cạnh những ảnh hưởng về môi trường thủy sinh kéo theo những thiệt hại về kinh tế dựa trên phát triển du lịch dịch vụ của địa phương. Từ tháng 5 năm 2023, những hoạt động phục hồi và tái tạo rạn san hô đã được triển khai với hai mô hình, gồm mô hình phục hồi rạn san hô trên nền san hô chết và mô hình thả rạn phục hồi san hô trên rạn nhân tạo. Đến nay, sau hơn 1 năm, qua quá trình giám sát theo dõi sinh trưởng của các rạn san hô cùng hệ sinh thái bản địa, những tín hiệu tích cực đầu tiên đã được ghi nhận. Các cái mô hình về rạn nhân tạo cũng đã tạo nên những cái ổ sinh thái và ghi nhận một số các cái loài cá kinh tế và động vật đáy kinh tế, ví dụ như là hải sâm và một số các nhóm cua. Thứ hai nữa là trong cái về đối với lại cái sinh trưởng san hô thì trong 3 quá trình giám sát 4 tháng một lần thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là san hô có sinh trưởng khá là tốt, tỷ lệ sống thì có thể đạt lên đến khoảng 70-80% cho đến thời điểm này. Và hiện tại thì cũng đang thể hiện cái sự tăng trưởng, sinh trưởng tốt. Nhìn chung cái tiến độ đề tài thực hiện bảo đảm và cái sinh trưởng phát triển của san hô là tương đối tốt, phát triển từ 5 đến 9cm trên một năm theo từng cái chủng loài cái san hô. Hướng tới mục tiêu phục hồi thành công từ 2.500 đến 3.000 tập đoàn san hô với tổng diện tích trên 4 hectare mặt nước tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, những tín hiệu tích cực từ mô hình thí điểm phục hồi rạn san hô đang cho thấy hướng đi đúng đắn của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái biển nói chung. Với sự đa dạng phong phú từ quần thể sinh học, trong đó có hệ thống rạn san hô còn nhiều tiềm năng để khai thác, nếu được thí điểm thành công, đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh nhà nhân rộng các mô hình phục hồi rạn san hô nhằm phát huy giá trị từ hệ sinh thái, qua đó tạo động lực để phát triển kinh tế du lịch biển của địa phương. Phát triển đại trà cái phục hồi san hô Hải Vân Sơn Trà nói riêng cũng như trên các cái vùng khác nói chung. Và nếu như mà cái phục hồi san hô tốt thì đóng góp cho cái phục hồi nguồn lợi thủy sản cũng như là góp phần vào cái việc mà phát triển kinh tế du lịch. Ngoài những giá trị về sinh thái và mỹ quan thiên nhiên, san hô còn được xem là vườn ươm và là nơi cung cấp chỗ trú ngụ cho nhiều loài cá. Do đó, trước thực trạng suy giảm san hô tự nhiên như hiện nay, việc bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô là vấn đề cấp bách của mỗi địa phương, góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.